Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam và tuyên dương gương phụ nữ điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của phong trào phụ nữ cả nước, phong trào phụ nữ của phường Mỹ Bình cũng phát triển không ngừng, góp phần nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới. Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết, khơi dậy khát vọng và tiềm năng to lớn của phụ nữ, đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động của tổ chức hội như cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng đến xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày càng có tri thức, sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, biết làm kinh tế, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng. Dịp này nhằm ghi nhận sự cống hiến tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong thời gian qua, tạo sự lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến toàn xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Bình đã tuyên dương 14 gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực trong năm 2022.